vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 năm 2024 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Được biết năm nay có hơn 7.000 đại biểu cũng như các nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi về tham dự. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của đại diện người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với bác sĩ Trần Quốc Hưng và luật sư Linh Nguyễn, đại diện cho tổ chức Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam. Chào quý vị khán giả, tôi là Trần Quốc Hưng từ Dallas và luật sư Linh Nguyễn. Chúng tôi từ đại diện cho Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, thật sự ra cũng đại diện cho nhiều tiếng nói và cộng đồng người Việt Nam có mặt hôm nay để tham dự khi hội nghị thượng đỉnh tương lai, là cái hội nghị thượng đỉnh do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức nhân cái kỳ họp thứ 79 của họ. Chúng tôi có mặt để thứ nhất là lên tiếng cho những người Việt Nam yêu nước, những người Việt quốc gia. Bên cạnh đó cũng phản đối cái sự hiện diện của Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay. Chúng tôi cũng biết ngày hôm nay ông Tô Lâm sẽ có mặt ở hiện diện ở Liên Hiệp Quốc, và khi mà ông hiện diện Liên Hiệp Quốc để nói chuyện thì chúng tôi sẽ sẵn sàng, và những liên minh của chúng tôi, chẳng hạn như Global Coalition, Global for Democracy Coalition, là có hơn 200 tổ chức cũng sẽ đồng nhau và sẽ đứng lên và ra khỏi phòng của Liên Hiệp Quốc để phản đối cái sự hiện diện của ông Tô Lâm. Không biết là cái điều đặc biệt năm nay là đại diện cho người Việt Nam tại hải ngoại có một cái bài phát biểu bên trong của hội nghị thượng đỉnh lần này, thì anh có thể nói sơ là cái bài phát biểu mình nó có ý nghĩa như thế nào lần này không? Cái bài này thì do luật sư Linh Nguyễn sẽ phát biểu. Chúng tôi cũng là sinh ra trong cái thời chiến của chiến tranh Việt Nam và cũng là nạn nhân của cộng sản. Thành ra chúng tôi sẽ có một cái bài nói ở trong Liên Hợp Quốc là Việt Nam khẳng định là chúng tôi là những người Việt Nam yêu chuộng tự do, khẳng định mạnh mẽ rằng tương lai của Việt Nam chỉ có tốt đẹp hơn nếu chỉ có những yếu tố Việt Nam phải được điều hành bởi một chính phủ do người dân bầu chọn, nghĩa là chính phủ phục vụ người dân chứ người dân không có phục vụ chính phủ, và có một hệ thống chính trị đa nguyên và đa đảng. Việt Nam trong tương lai sẽ không chấp nhận thể chế một độc tài dưới mọi hình thức. Quyền lực của hiến pháp phải thuộc về ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và luật pháp, bảo đảm cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Một nước Việt Nam trong tương lai sẽ tôn trọng quyền bầu cử tự do và công bằng như là luật sư Linh vừa trình bày. Một nước Việt Nam dân chủ sẽ chấp nhận cái sự đối lập và cũng sự thay đổi chính phủ một cách trật tự qua những cái cuộc bầu cử. Chúng tôi cũng mong muốn một nước Việt Nam dân chủ trong tương lai sẽ làm minh bạch mọi hoạt động chuyển nhượng tài sản công. Một nước Việt Nam dân chủ sẽ chấp nhận luật pháp quốc tế không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc. Một nước Việt Nam tương lai kiên quyết chống lại mọi cái hình thức xâm lược và đóng góp vào việc xây dựng nền an ninh và hòa bình thế giới. Cái điều quan trọng là lãnh thổ Việt Nam và Biển Đông sẽ được bảo vệ và không bị chuyển nhượng bằng cách bán hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Thì đó là cái nội dung của bài phát biểu của chúng tôi trong cái đại hội thượng đỉnh tương lai này. Được biết ra đồng bào của chúng ta cũng sẽ có một cái biểu tình ở ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc. Thì anh chị là người vào bên trong, thì anh chị có thể nhắn gửi gì cho đồng bào ở phía bên ngoài? Cái việc, cái sự biểu tình của những cái người Việt quốc gia ở hải ngoại cũng là một cái sự chứng tỏ là người Việt chúng tôi không chấp nhận cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nghĩ cái chuyện đó là người Việt trong nước cũng hiểu được cái chuyện đó, và đã đến lúc là chúng ta phải làm cái sự lựa chọn, không những chỉ là sự lựa chọn giữa dân chủ và độc quyền và độc tài, mà còn là sự lựa chọn giữa sống còn
của dân tộc, nhất là khi mà thế giới nó đi vào những cái sự biến chuyển liên quan đến cái sự cạnh tranh giữa các thế lực độc ác và thiện và ác, thì chúng tôi mong là người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, có những cái thay đổi, những cái sự vươn lên để mà đáp lại cái lời kêu gọi của đất nước. Nói về cái lối nhìn của một người trẻ và một người là người mẹ đã sinh ra chúng ta, là người mẹ Việt Nam, và chúng ta cũng tới cái tuổi mà chúng ta cũng là người mẹ Việt Nam, thì chúng ta vì tình yêu cho các em ở Việt Nam có một cái nền văn minh và tự do dân chủ, nền độc lập, thì người mẹ Việt Nam cũng đứng lên nói về tình yêu thương cho đồng bào và cho các em, là những cái công việc này là những cái công việc mà mình phải làm để cho thế hệ mai sau. Qua chúng tôi có một cái phiên cuộc hội thảo bên lề của hội nghị thượng đỉnh, thì có sự hiện diện của nhiều giới trẻ, của các em trẻ, các em trong những cái lứa tuổi mười mấy tuổi cũng có, hai mươi mấy tuổi cũng có, ba mươi mấy tuổi cũng có, bốn mươi mấy tuổi cũng có. Thành thử đây là những cái lứa trẻ sẽ đáp lời kêu gọi của sông núi và đứng lên để mà giúp quê hương đất nước vãn hồi lại cái tương lai xứng đáng cho cái lịch sử của dân tộc. Là một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, thì anh chị có suy nghĩ gì về việc mà khi Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có mặt tại Hoa Kỳ, đồng thời được tin rằng anh Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam được cho rằng là bị cưỡng bức phóng thích, thì anh chị có ý kiến gì về vấn đề này hay không? Cái việc mà phóng thích một người tù nhân lương tâm hay là hai người tù nhân lương tâm đó chỉ là những cái cử chỉ để mà tạo một cái lợi ích nào đó về chính trị cho Tô Lâm, cái chuyện đó nó không phản ảnh thật sự những cái thay đổi chúng ta cần phải thấy. Nếu như mà nhà cầm quyền Việt Nam mà thành tâm trong cái việc muốn có cái sự thay đổi, họ bắt buộc phải thả tất cả các tù nhân lương tâm, không phải chỉ là một người. Những cái biến chuyển trong tương lai, cái biến chuyển đó nó phải xuất phát từ đại đa số người dân Việt Nam, không phải chỉ là một cá nhân hay là một thành phần nào đó trong xã hội. Chúng tôi nghĩ và chúng tôi đã biết là Tô Lâm không có được người dân bầu cử lê ra, và thành ra ông Tô Lâm là một người coi như là bất hợp pháp, không có phải đại diện cho người dân. Thứ nhất, thứ nhì là các khi mà được các tù nhân lương tâm được thả như thế vậy, mình cũng biết là thế giới tự do đã có những cái áp lực để cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải thả những cái việc tù nhân lương tâm. Chúng tôi cũng xin được nhắc nhở là hôm nay có cái sự biểu tình của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ ngay trước Liên Hợp Quốc, đó là những cái hành động mà gây cái áp lực đó. Thì khi mà Tô Lâm hay là trong nước nói cái vấn đề là cái áp lực từ những nơi khác, cái áp lực đó là từ những cái cộng đồng, những cái tổ chức, những cái đoàn thể người Việt quốc gia như là chúng ta ngày hôm nay. Destiny tường trình cho VATV từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 79 tại thành phố New York. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.